Thiện xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Thiện đến ấp 6, xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc. Thì hiện tại Thiện đang đứng ở cái cầu kinh Hai Lương. Thì cái cầu này được xây dựng hoàn thành rồi. Ở phía sau thì các anh em đang sơn rồi vệ sinh cái cầu để chuẩn bị tuần sau khánh thành cầu. Thì cái cầu này được xây dựng là bề ngang 2,5 m, dài 24 m, với tổng số tiền là 7.500 Canada của chú Quỳnh Bằng và cô Quách Lisa ở Canada tài trợ. Thì nay Thiện cùng các anh em đã xây dựng hoàn thành cái cầu này rồi. Thì hôm nay quay những hình ảnh sơn cái cầu để gửi đến các cô chú anh chị và cô chú xem. Cái cầu sau khi được sơn một nước xong, bây giờ sơn thêm một nước thứ hai nữa để cái lớp sơn nó lên màu nó đẹp hơn. Thiện xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Thiện đến quay phim cây cầu ở ấp 6, xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc. Thì đây là cây cầu kinh Hai Lương. Ngày hôm nay Thiện cùng với các anh em đã xây dựng xong hoàn thành cây cầu này và cũng sơn lan can, sơn cái phần ở phía bên hông của cây cầu rồi. Thì một vài hình ảnh Thiện quay phim để gửi đến cho các cô chú anh chị và các bạn xem. Cảm ơn chú Quỳnh Bằng, cô Quách Lisa đã gửi tiền về đây ủng hộ xây dựng cây cầu này với số tiền là 7.500 Canada. Đó, thì ở đây là cái bản lưu niệm chữ cầu kênh Hai Lương. Ở đây là địa chỉ là ấp 6, xã Vĩnh Hưng Bắc. Thì Thiện cũng có để tên của cô chú đây. Rồi ngày khởi công là ngày 29 tháng 1 năm 2021, hoàn thành ngày 19 tháng 4 năm 2021. Thì Thiện lấy cái ngày 19 cho nó đẹp. Thực tế ra là ngày hôm nay là ngày 15 đã hoàn thành cái cầu rồi. Thì Thiện quay phim chia sẻ những hình ảnh này tới các cô chú, anh chị và các bạn xem. Thì cái cầu này được xây dựng với diện tích là bề ngang là 2,5 m, dài là 24 m, xây dựng bằng bê tông cốt thép. Thì sau khi láng cái mặt xong á, các anh em cũng có làm cái lan can. Rồi tại đây thì mình sơn màu trắng với màu đỏ để khi mà xe chạy lại nó sẽ dạ lại cái màu trắng màu đỏ thì nó đẹp hơn. Ở phía trên này cũng sơn được màu trắng luôn nè. Thì cái cầu này đó, nó có cái độ cung tròn, khi mà xe đi lên đi xuống nó rất là dễ luôn, là cái dốc mình nó không có bị chỏi gãy, nhưng mà nó sẽ là cái vòng cung bo tròn này rất là đẹp. Thì Thiện đi qua bên kia và quay những hình ảnh của cây cầu mép bên đối diện, rồi từ bên bản nhìn qua nữa.
Ở phía bên này là cái bên hông của cây cầu, thì sơn cái mặt ở bên hông thì cái phần này đã tô lại rồi. Cái mặt dưới thì đà dưới mình không có sơn, giữ nguyên cái màu sắc bê tông của nó. Tại vì bê tông sau khi đổ mình đập dùi rất là kỹ rồi, nó không có bị rỗ cho nên không có sơn luôn. Thì cây cầu này có 5 nhịp. Nhịp thứ nhất, nhịp thứ hai, nhịp thứ ba là 6 m. Còn hai cái nhịp này thì ngắn hơn. Đó. Cái cầu này thiện làm tới 3 nhịp đà cho nên cái khả năng chịu lực của cái cầu rất là lớn. Thì cái cầu này lưu thông thì khoảng xe khoảng 3 tấn trở lại thì vai cầu này rất là thoải mái, dễ dàng. Cái cầu này cái diện tích bề ngang là 2,5 m cho nên cái xe hơi, xe bốn bánh vẫn có thể đi lưu thông qua lại được luôn. Cái cầu này rất là chắc chắn. Ở đây hai phía lan can bên cầu thì làm lên cao tới 6 tấc nữa để các em nhỏ học sinh đi qua lại nó an toàn hơn. Và cái phần cái thanh chổi phía trên này mình làm bằng cái ống tròn rồi đổ bê tông vô trong này rồi sơn mép bên ngoài luôn, thì rất là dày, khoảng hơn 1 m một cây. Thì cái cầu này sau khi xây dựng xong sẽ nối liền giữa xã Vĩnh Hưng Bắc và bên kia là xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phú. Thì cái cầu này nó có cái vị trí quan trọng là nó tiếp giáp với nối liền hai xã luôn, thì bà con hai bên đi lưu thông qua lại dễ dàng hơn. Thì hiện tại vị trí Thiện đang đứng đây là vẫn còn xã Vĩnh Hưng Bắc, nhưng mà mình đi ngược về phía bên kia, chạy ngược theo cái con lộ này, sau này sẽ làm nối liền cái con lộ lại luôn, thì nó sẽ nối liền với xã Vĩnh Phú, rồi đi Hòa Thuận, đi Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phú, Dòng Ghiền, Gò Quao gì cũng được hết. Đó là cho nên cái cầu này có cái vị trí rất là quan trọng. Đây Thiện sẽ quay ngược cái phần của cái cầu mấy bên này để cô chú anh chị xem ha, cái độ dốc của cây cầu. Đây nó có cái độ dốc rất là mềm. Đó thì đứng tại vị trí này nè, mình đi lên cây cầu nó rất là nhẹ nhàng luôn. Tại vì sau khi lúc mà Thiện cùng các anh em thiết kế là đã tính cái độ thông thiền ở dưới, rồi cái độ lài của cây cầu đảm bảo là cây cầu mình cái độ dốc đi lên nó nhẹ nhàng hơn, và cái phần cầu ở phía dưới cái độ thông thiền nó có. Tại vì ghe rồi máy móc đi qua đi lại chỗ cái cầu này rất là nhiều. Đây là cái đường phóng thẳng lên trên ruộng, cho nên mình cần cái độ thông thiền ở phía giữa đó cho ghe tàu đi qua đi lại thuận tiện hơn. Đây là cái cầu đầu tiên trong năm 2021 mà Thiện cùng với các anh em hoàn thành, xây dựng hoàn thành. Thì còn thêm tới 3 cây nữa, cầu Vĩnh Tố, cầu ở Ngọc Trúc và một cái cầu ở Vĩnh Hòa Hưng Nam nữa. Thì cầu ở Vĩnh Tố thì đã đổ bê tông xong rồi, thì cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Thì cái cầu này hoàn thành thì dự kiến tuần sau sẽ khánh thành trước, rồi những cái cầu khác mình sẽ tiếp tục làm cho đến khi hoàn thiện và khánh thành tiếp tục tiếp theo luôn. Thì cái ngày mà khánh thành cầu đó, Thiện sẽ hỏi thăm bà con về cái cảm nghĩ cũng như là cái niềm vui khi có được cái cầu mới đó. Tại vì khi mà xây dựng hoàn thành cái cầu này á, học sinh và bà con đi qua lại rất là thuận tiện, dễ dàng hơn trên cái chiếc cầu mới. Thì tí xíu đây Thiện sẽ lấy chiếc xe mình chạy thử qua bên cầu để xem cái độ dễ dàng khi mà lưu thông qua cầu. Thiện cũng chân thành cảm ơn tới các cô chú anh chị đã luôn theo dõi đồng hành cùng Thiện, gửi tiền về đây ủng hộ xây dựng cầu, giúp đỡ cho bà con vùng sâu vùng xa. Những con lộ giao thông nông thôn này rất là thuận tiện khi mà đi qua lại được những cái cầu chắc chắn như thế này thì đây là niềm vui rất lớn của bà con. Thì hiện sau đây là sẽ đi chạy thử một vòng cái cầu. Cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi video của Thiện nha.